Xin kính chào quý nhà đầu tư, chào mừng quý vị trở lại với Pi Talk, bản tin chứng khoán tiêu điểm tuần của Pi Tree. Và đồng hành với tôi vẫn là anh Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán Pi Tree. Thưa anh Khang, trong tuần này thì chúng ta có rất nhiều diễn biến liên quan đến thị trường và tôi tin là tâm trạng của các nhà đầu tư thì lúc thì xuống đáy và lúc cũng đã được an ủi phần nào. Vậy thì anh có thể tóm tắt lại cái diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi không ạ? Nếu nói về diễn biến thị trường vừa qua thì đúng như chị Hiền nói là nhà đầu tư trải qua hai cung bậc cảm xúc mà nó hoàn toàn khác nhau. Nếu như là đầu tuần thì là một cung bậc cảm xúc nó rất là tiêu cực, tràn đầy sợ hãi cũng như là lo âu. Thì vào đến phiên thứ năm thì thị trường có một cái phiên mà có thể nói là hỗ trợ rất là lớn và nó tăng điểm trở lại. Khi mà VN Index thì có mức, nếu mà đóng cửa tuần thì là đóng cửa ở mức 1027 điểm. Tức là nếu mà tăng chỉ số sẽ là tăng 0,74%. Nếu để mà nói về cái diễn biến cụ thể về diễn biến thị trường tuần trước thì chúng ta lại thấy là cái điểm tích cực đó là vào những cái phiên giảm điểm ở đầu tuần thì thanh khoản không quá tăng và thanh khoản lại được tăng lên rất nhiều vào cái phiên thứ năm. Tức là về theo quan điểm về kỹ thuật thì đây là một phiên mà có dòng tiền lớn tham gia vào bắt đáy. Nếu tính trung bình thì giá trị khớp lệnh của tuần này thì nó là lên được khoảng tầm 3.000 tỷ một phiên, tăng lên khoảng 20% so với cả tuần trước. Thì cái mức mà thanh khoản này thì hiện tại vẫn đang là một mức nó khá là thấp so với cả mức trung bình của thị trường. Nó phản ánh cái việc là điều kiện vĩ mô của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại nó là các cái vấn đề về dòng tiền nó rất là khó khăn. Vấn đề thanh khoản cực kỳ lớn nên là cái diễn biến về cái thanh khoản thị trường nó cũng thấp. Tuy nhiên thì là ít nhất là trong cái phiên thứ năm và phiên thứ sáu vừa tuần vừa này thì nó cũng đem lại đến nhiều cái điều tích cực cho nhà đầu tư. Dạ vâng, thưa anh Khang, cũng chụp tạm nói chuyện phía một chút ạ. Đấy là tôi nhớ rằng là cái thời điểm này năm ngoái thị trường chứng khoán rất là thịnh vượng. Đấy và đã có những lúc mà chúng ta đã có đạt đến mức là 1.500 điểm. Và thời điểm đấy khi mà tôi nói chuyện với các bạn của tôi cảm thấy là dường như là ai cũng lãi, chỉ là lãi ít hay lãi nhiều thôi. Tuy nhiên là đấy, đi qua những cái tuần như tuần vừa rồi thì chúng ta mới thấy rằng là chưa cần quan trọng là lãi hay không, mà chỉ cần ví dụ là trên cái mốc tâm lý 1.000 điểm đã là một cái điều rất là đáng quý rồi. Vậy thì trong tuần vừa rồi những cái mã cổ phiếu nào tăng điểm nhiều và đã mang lại một cái tia sáng về bờ cho các nhà đầu tư ở thời điểm này ạ? Nếu mà trong cái tuần này năm nay thì đúng là nó thay đổi hoàn toàn cái góc nhìn, thì là thay vì là năm nay lãi bao nhiêu thì hiện tại với dân chứng khoán thì chỉ mong muốn là tôi muốn về Về bờ bờ, thôi. dạ vâng. Đấy, trong tuần vừa rồi thì gần như là có một cái điểm sáng, đó là các cái nhóm cổ phiếu về ngân hàng hồi phục rất là tốt, và anh em hay nói vui là có thể là các cổ phiếu ngân hàng đang cố gắng là lấy lại những cái gì đã mất. Khi mà ở các diễn biến phiên tuần trước thì các cổ phiếu ngân hàng là những cái cổ phiếu mà giảm điểm mạnh nhất luôn. Thì trong tuần vừa rồi thì nếu mà về tích cực nhất thì nó là các mã như là Vietcombank, Masan hoặc là các mã mà ngân hàng của khối nhà nước như là CTG, BIDV. Ngược lại thì ở cái khối mà những cái nhóm cổ phiếu giảm điểm chính là những cái cổ phiếu mà bất động sản, mà đặc biệt là những cái nhóm bất động sản mà liên quan nhiều đến có cái dư nợ phát hành trái phiếu lớn như là Vinhome, Novaland hoặc là VIX, đặc biệt là các nhóm VIX hoặc là những nhóm như kiểu bất động sản khu công nghiệp như là KBC. Theo chiều ngược lại thì những nhóm cổ phiếu nào đang gọi là ảnh hưởng tiêu cực nhất đến thị trường? Nếu mà tiêu cực nhất đến thị trường thì hiện tại như trong tuần vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là chính là nhóm VIX và Vinhome, tức là họ nhà VIX thì hiện tại là cái diễn biến nó đang khá là tiêu cực, tức là khi mà giảm thì giảm rất nhiều. Tuy nhiên cái mức tăng thì rất là ít và gần như cái diễn biến giá trong phiên nó cũng thay đổi khá là gọi là khó hiểu, khi mà trong phiên thì nó giảm sàn và khi mà đến cuối phiên thì lại được kéo lại lên về mức tham chiếu hoặc là giảm ít đi. Nên là nếu chúng ta nhìn vào cái bảng dữ liệu thống kê thì thấy là cái mức giảm điểm của họ nhà Vin, đặc biệt là Vinhome này thì không quá nhiều. Ví dụ như trong tuần vừa rồi thì chỉ giảm khoảng 6, hơn 6%, cũng là một mức lớn, nhưng mà thực tế ra nếu mà cảm giác ở trong suốt cả tuần vừa rồi thì Vinhome nó giảm nhiều hơn nhiều như thế. Nếu mà chúng ta nhìn vào thì có thể thấy là cái bên cạnh cái nhóm giảm là Vinhome thì một cái nhóm khác cũng được nhà đầu tư chú ý rất là nhiều trong tuần vừa rồi, đặc biệt đó là nhóm chứng khoán. Khi mà cái giá trị giao dịch của cái nhóm này nó tăng lên so với cả tuần trước rất là nhiều, thì nếu mà tiêu biểu nhất về câu chuyện về nhóm chứng khoán thì cái diễn biến mà gọi là đặc biệt nhất chính là về cổ phiếu VN Direct, mã chứng khoán là VND. Vâng. Thì chúng ta đều biết là trong cái tuần đầu tuần vừa rồi thì trên thị trường
xảy ra rất là nhiều cái tin đồn về cái những cái trái phiếu của tập đoàn Trung Nam phát hành, và VND thì là bên tư vấn bảo lãnh phát hành cho trái phiếu Trung Nam. Và khi mà thị trường có những cái tin rất là tiêu cực về tập đoàn Trung Nam thì mọi người rất lo lắng về cái tình hình nợ xấu của VND, và chính vì vậy nên là trong hai phiên thứ hai và thứ ba đầu tuần thì VND gọi là bị chất bán sàn với khối lượng rất là lớn. Nếu mà tính vào thì phải hai trong hai cái phiên thứ hai thứ ba thì cái khối lượng giao dịch của VND phải lên đến 8% số lượng cổ phiếu của công ty. Tuy nhiên là vào chiều hôm thứ ba, chiều hôm thứ tư thì bên phía VND và tập đoàn Trung Nam đã có một buổi hội thảo để có thể là giải tỏa hết các vấn đề, gọi là xoa tan đi cái tin đồn đó. Thì ngược lại là sau ngày hôm sau thì VND có một cái diễn biến rất là tích cực khi mà quay trở lại sắc trần, và kéo theo đó là sự hồi phục của cả thị trường, có thể nói là kéo theo cả thị trường. Dạ vâng. May thay là VND còn có thể là xua tan dư luận và họ trở lại với đường đua. Tuy nhiên thì tôi thấy là với các nhà đầu tư mà đầu tư nhiều vào các cái mã cổ phiếu thép ấy, thì có lẽ là họ lại không nhận được cái niềm vui như vậy không ạ? Tại vì cổ phiếu thép thì vào cái nếu mà nhìn vào thì khi mà giảm thì nó cũng giảm theo. Vào cái phiên thứ năm thì cổ phiếu thép cũng có một độ hồi phục nhất định. Tuy nhiên vào ngày thứ sáu khi mà thị trường vẫn đang tiếp tục tăng điểm thì hầu hết các cổ phiếu thép đều có diễn biến rất là tiêu cực, khi mà hai cổ phiếu mà khá là tiêu biểu nhất của ngành thép đó chính là Hoa Sen và Nam Kim thì đều là bị dư bán ở chất giá sàn, tức là được bán rất là mạnh. Khi mà Nam Kim thì ra tin lỗ quý 3 là hơn 400 tỷ, và Hòa Phát thì cũng ra tin là lỗ khoảng gần 1.800 tỷ trong quý 3. Dạ vâng. Thưa anh Khang, tuần vừa qua thì trên các mặt báo ấy, cũng vẫn nhận định rằng là đây là một cái tuần rất là khó khăn về thị trường vĩ mô. Vậy anh có thể phân tích kỹ lưỡng hơn về những cái yếu tố vĩ mô ảnh hưởng tới thị trường được không ạ? Nếu mà thực sự mà nói thì tuần qua quả thật là vẫn là trong suốt cả cái quá trình này thì vẫn cái tình hình vĩ mô vẫn là một cái yếu tố mà nó tác động rất lớn đến thị trường cả về mặt tâm lý lẫn cả về mặt thực tiễn. Khi mà các cái vấn đề về như tôi đã nói trên, vấn đề về thanh khoản hoặc là các vấn đề mà chúng ta đã trao đổi trong suốt mấy tuần vừa qua này, thanh khoản này, tỷ giá này cũng như là lãi suất, thì trong tuần vừa rồi thì gần như là Ngân hàng Trung ương SPV, Ngân hàng Nhà nước thì đã có một số cái biện pháp để mà gọi là rất là tích cực để tác động, gọi là hạn chế cái tác động tiêu cực đến thị trường. Một trong những biện pháp đấy thì có thể nói là biện pháp là đầu vào đầu tuần thì là Ngân hàng Nhà nước đã quyết định là tăng 1% lãi suất cơ bản lên hầu hết tất cả các lãi suất để gọi là hỗ trợ cho tỷ giá. Thì đây là cái lần thay đổi về chính sách lần thứ hai trong vòng một tháng, nó cho thấy là Ngân hàng Nhà nước thì đang gọi là rất là quan tâm và sát sao đến thị trường. Thì với cái việc mà tăng lãi suất 100 điểm cơ bản này thì nó sẽ giúp cho việc là giảm bớt áp lực về tỷ giá. Và khi mà tỷ giá mà đỡ áp lực thì chúng ta thấy là như bản tin tuần trước thì là tình hình tỷ giá đã có lúc lên đến hơn 25.000 đô la ngoài chợ đen, thì Vâng, hiện đúng tại ạ. thì đã nó có dấu hiệu là giảm dần xuống, và chúng ta có thể thấy là bên cạnh đó thì nó cũng sẽ làm giảm bớt cái áp lực của bên các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cỡ gọi là nhóm 2. Thì chúng ta đều biết là khi mà cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp nó đang rất là căng thẳng như vậy thì các ngân hàng thương mại thì đang gặp vấn đề rất lớn về thanh khoản. Thanh khoản đây rất là dòng tiền ấy, đang bị hút tiền, và khi mà niềm tin thị trường đang chưa có nhiều thì gần như là các dòng tiền nó đang đổ hết về các ngân hàng quốc doanh, và các ngân hàng thương mại thì đang gọi là bị thiếu tiền. Thì với cái việc mà Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành lên thì gần như nó kéo theo đó là tất cả các ngân hàng thương mại thì đều dù dịch cũng tăng lãi suất tiền gửi lên. Hiện tại thì chúng ta có thể thấy là hầu hết các cái lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở các ngân hàng thương mại nhóm 2, nhóm 3 thì đều đã là ở mức khoảng loanh quanh khoảng hơn 9%. Thì khi mà lãi suất tiền gửi tăng lên thì cũng sẽ góp phần làm cho gọi là trở nên hấp dẫn hơn với cả dòng tiền của cư dân, thì có thể sẽ hỗ trợ bớt về thanh khoản. Và bên cạnh đó thì bên cạnh cái việc mà tăng lãi suất 100 điểm cơ bản thì Ngân hàng Nhà nước còn có một hành động nữa, đó là tăng lãi suất ở trên thị trường OMO cũng như là thị trường đấu thầu trái phiếu BREIT lên mức là 6%. Thì gần như với động thái này thì Ngân hàng Nhà nước đã trở thành cái bên mà là bên cho vay cuối cùng của hệ thống, tức là đảm bảo việc thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Với việc OMO là 6% thì các ngân hàng
thương mại nhóm 2 khi mà đập lên thanh khoản thì có thể vay ngân hàng nhà nước với mức 6%, thì gần như đây là một cái biện pháp kỹ thuật để đảm bảo thanh khoản cho thị trường, và cũng xét luôn là cái mức lãi suất nó sẽ là đầu vào ngân hàng cao nhất nó sẽ là khoảng 6%. Vậy thì quay lại với tình hình thị trường, tuần qua thì tình hình của tự doanh và khối ngoại thì có điểm gì đáng chú ý thưa anh? Như chúng ta đều đã biết ở trong các tuần trước thì khối ngoại luôn là cái bên mà tạo ra lực đỡ cho thị trường khi mà họ tiếp tục mua dòng ở cơ sở trong suốt những cái tuần vừa qua. Thì tuy nhiên ở tuần này mặc dù nửa đầu tuần là nửa đầu mà VN Index có mức giảm điểm rất là nhiều, thì khối ngoại sau khi mà phiên thứ hai là phiên họ mua dòng khoảng 100 tỷ thì ở phiên từ đấy trở đi thì khối ngoại lại là bên chuyển sang trạng thái bán dòng, và cái này thì nó là một cái rất là tạo ra cái tiêu cực cho thị trường. Thì nếu mà chúng ta ở đây chúng ta nhìn vào cái số liệu của tuần vừa rồi thì là tổng khối ngoại trong tuần vừa rồi là bán dòng hơn 3.200 tỷ, nhưng mà tuy nhiên thì cái khối lượng mà bán nhiều nhất lại vào ngày thứ sáu với giá trị bán dòng là khoảng 3.000 tỷ. Thì ở đây chúng ta cần phải nhìn vào đó là trong cái ngày thứ sáu này thì khối ngoại chủ yếu cái giao dịch khối ngoại bán dòng lại là ở cổ phiếu của ngân hàng xuất nhập khẩu mã chứng khoán AIB. Nếu mà loại bỏ cái này ra thì khối ngoại, trạng thái của khối ngoại sẽ là bán dòng nhẹ ở trên cơ sở. Họ loanh quanh họ bán dòng chắc chỉ khoảng tầm hơn 200 tỷ thôi. Thì cái số con số này thì không phải một con số lớn. Tuy nhiên thì nó vẫn không phải là một con số tích cực. Cái điểm tích cực mà chúng ta có thể thấy được nó lại đến từ khối tự doanh. Khi mà ngược lại với khối ngoại ở trong các cái tuần trước mà thì là tự doanh luôn luôn là bên bán dòng. Thì tuần này có thể nói là tự doanh lại là cái bên mà quay trở lại cơ sở, họ thể hiện cái niềm tin hơn ở cơ sở khi họ bắt đầu mua lại các cái cổ phiếu, và các cái cổ phiếu này hầu hết thì đều là cổ phiếu trụ. Chúng ta có thể nhìn thấy ở số liệu ở đây thì khối ngoại mua dòng rất nhiều vào phiên ngày thứ năm và họ đang tiếp tục mua. Và nếu mà chúng ta nhìn lại thì có thể thấy được một điều rất rõ ràng, đó là ở cái view của họ thì lại đang của hai bên này thì rất là khó hiểu cả về trên thị trường phái sinh, khi mà khối ngoại thì vẫn đang duy trì cái vị thế nó là long dòng hơn 10.000 hợp đồng và tự doanh thì lại đang là duy trì vị thế bán dòng hơn 4.600 hợp đồng. Thì cái điều này thì nó cũng có thể nói là chắc là hai bên ở đây đều đang ở trong trạng thái là lưỡng lự và họ có thể sẽ thay đổi view. Đặc biệt là cái việc thường thì với các cái bên lớn thì cái việc mà thay đổi vị thế ở bên cơ sở sẽ là mất thời gian hơn, có thể chúng ta hãy nên nhìn vào thị trường phái sinh để có thể đoán được cái vị thế, cái bước đi tiếp theo của thị trường của các bên này nó sẽ như thế nào. Dạ vâng, cảm ơn anh Khang. Vậy thì với các thị trường nước ngoài thì sao? Họ có đồng pha với cả chúng ta không thưa anh Khang trong tuần vừa rồi? Trong tuần vừa rồi thì VN Index, nhất là phiên thứ 5 thì được có một cái phiên gọi là tăng điểm mạnh nhất thế giới. Thì nó cũng là một cái tích cực. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào thì thị trường thế giới thì họ lại không được tích cực nhiều như vậy. Đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy hầu hết các thị trường Trung Quốc trong tuần vừa rồi đều giảm điểm. Đặc biệt là thị trường Đài Loan có mức giảm lên đến hơn 8%. Thị trường Trung Quốc, ví dụ sàn Shanghai, chỉ số Shanghai Index thì giảm khoảng tầm hơn 4%. Thì có thể nói là cái lý do mà tôi nghĩ lý do lớn nhất để mà thị trường Trung Quốc giảm điểm đó chính là việc là sau khi mà chúng ta đều biết là Trung Quốc vừa mới tổ chức đại hội đảng thành công, và trong cái sau đại hội đó thì có thể thấy được đó là việc ông Tập Cận Bình là tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 và gần như là đang duy trì quyền lực tuyệt đối tại chính trị tại Trung Quốc. Thì về phương diện tài chính đầu tư thì gần như cả thế giới đều đang khá là lo lắng về cái việc này, bởi vì hai lý do. Một là ông Tập Cận Bình thì có cái chính sách về Zero Covid cực kỳ là cực đoan, có thể nói là cực đoan và khá là thận trọng. Thì với cái việc mà tiếp tục ông ấy tiếp tục nắm quyền thì mọi người kỳ vọng là Trung Quốc chưa thể mở cửa ngay được, và cái đấy thì nó không phải là một cái tin tốt cho nền kinh tế. Điều thứ hai đó chính là việc ông Tập Cận Bình có cái chính sách rất là cứng rắn với cả Đài Loan, thì giới tài chính cũng đang rất lo ngại về việc đó là có thể sẽ có xung đột về có thể về tài chính hoặc kinh tế hoặc có thể phải có quân sự, có thể thôi, tất cả đấy đều là có thể trong thời gian tới. Thì đó cũng chính là một lý do mà chỉ số Đài Loan giảm rất là mạnh trong ngay sau hai phiên liền sau cái phiên đại hội đảng kết thúc. Mà lý do thứ ba nữa mà khiến cho thị trường Trung Quốc giảm điểm đó chính là bởi vì việc
ông Tập Cận Bình cũng có một chính sách rất là cứng rắn đối với các tập đoàn lớn của Trung Quốc, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ như là Tencent hoặc Alibaba. Thì với cái việc mà ông Tập Cận Bình tiếp tục duy trì được nhiệm kỳ thứ ba thì nó là một cái có thể nói là trong giới tài chính và đầu tư của cả Trung Quốc và cả thế giới thì đều không đánh giá đây là một tin tốt. Đó, nên là chúng ta thấy là thị trường Trung Quốc thì giảm điểm rất là mạnh. Ngược lại thì ở thị trường Mỹ thì có một cái sự tăng điểm nhẹ nhẹ, nó cũng không phải là quá nhiều. Nếu mà xét về thị trường Mỹ thì chúng ta có thể thấy là cái tin mà nổi bật nhất đó là việc là GDP của Mỹ trong quý 3 tăng trưởng là 2,6%. Thì mức tăng này là một mức tăng khá là tốt và nó cao hơn cái giá trị kỳ vọng của giới đầu tư khi mà các nhà kinh tế học cũng như là dân đầu tư thì đang kỳ vọng ở cái mức là chỉ khoảng 2,3%. Thì điều này cho thấy là nền kinh tế Mỹ hiện tại vẫn đang cho thấy là nền kinh tế Mỹ vẫn đang rất ổn. Tuy nhiên, về phương diện đầu tư thì cái này nó cũng không hẳn là một cái tin tốt bởi vì nó cho thấy là hiện tại là chỉ số lạm phát của Mỹ vẫn đang ở mức cao và với cái nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng tốt như này thì Fed nó sẽ có thêm nhiều dư địa để có thể gọi là tăng lãi suất hơn nữa trong các kỳ tiếp theo. Chính vì là với việc mà mọi người đang nghĩ là Fed nền kinh tế Mỹ mạnh như vậy và Fed có nhiều dư địa để tăng lãi suất thì gần như chúng ta có thể thấy là các cái cổ phiếu mà bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là các cổ phiếu tăng trưởng ở Mỹ mà tiêu biểu là các cổ phiếu công nghệ. Thì trong tuần vừa rồi thì cái sàn Nasdaq, tức là sàn cổ phiếu công nghệ của Mỹ thì giảm điểm rất là mạnh. Chúng ta có thể thấy là các cái cổ phiếu đặc biệt có một số cổ phiếu lớn như là Facebook thì có một phiên giảm đến 20%. Amazon thì cũng giảm có một phiên giảm khoảng 10 15 16% và ví dụ một số cổ phiếu ngân hàng như Credit Suisse thì cũng giảm khoảng 20%. Tức là cái mức giảm rất là lớn, đặc biệt là ở tập trung vào các cổ phiếu công nghệ. Thì điều này được lý giải bởi vì các cổ phiếu các doanh nghiệp như là Facebook thì đưa ra kết quả kinh doanh rất là kém và với những cái doanh nghiệp mà công nghệ thì cái môi trường mà lãi suất tăng làm tăng cái độ rủi ro và cái lãi suất chiết khấu lên nên là thường là khi mà thị trường kỳ vọng là lãi suất sẽ tăng nữa thì cổ phiếu công nghệ thì sẽ rớt giá rất là nhiều. Thì đó chính là lý do tại sao mà thị trường Mỹ trong tuần vừa qua thì đặc biệt là những người mà cầm cổ phiếu cổ đông của cổ phiếu Facebook hoặc là Amazon thì sẽ cảm thấy rất là lo lắng khi mà chứng kiến một ngày giá trị danh mục của mình giảm đến 20%. Dạ vâng. À, cảm ơn những cái thông tin rất là hữu ích của anh Khang, và tôi cảm thấy rằng là mỗi lần mà nói chuyện với anh Khang xong thì tôi càng cảm nhận rõ rằng là cái việc mà đầu tư tài chính ấy, bên cạnh cái việc là chúng ta phải có chuyên môn về tài chính này, rồi chúng ta biết tính toán ra, thì chúng ta luôn luôn phải cập nhật này, theo dõi tin tức của thị trường, hiểu về chính trị, rồi hiểu về tình hình thế giới nữa. Và thưa quý vị, thì kênh YouTube của Chứng khoán Bay Tree cũng chính là một trong những cái địa chỉ tin cậy để cho quý vị có thể liên tục được cập nhật những cái tin tức mới nhất này, lắng nghe những phân tích của các chuyên gia về những vấn đề đang nóng nhất trên thị trường. Và quý vị hãy like và subscribe video này cũng như là kênh YouTube của chúng tôi để chúng tôi có thể có động lực sản xuất ra nhiều những cái video chất lượng hơn nữa trong tương lai nhé. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Bay Tree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé.